Theo thông tư mới của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 11 tới đây, hình thức giám sát lực lượng chức năng đang được thực thi công vụ thông qua thiết bị ghi âm ghi hình sẽ được bãi bỏ. Theo đó, tại thông tư 46 quy định, nhân dân được giám sát thông qua các hình thức tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật, tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ, kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Quan sát trực tiếp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quá trình giám sát phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình xây dựng thông tư 46, Bộ Công an nhận định việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Một số tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc giữa cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông bên cạnh đó các trường hợp chống đối còn lợi dụng xúi dục người dân gửi đơn khiếu nại tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông